Năm nay, ngày rằm tháng Giêng rơi vào ngày 26 tháng 2 dương lịch. Thông thường, thời điểm này là cao điểm cho các hoạt động cầu an, dâng sao giải hạn tại các chùa. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 16 tháng 2, tức mùng 5 âm lịch, các cơ sở tôn giáo ở Hà Nội đều đóng cửa, tạm dừng đón khách. Nhiều đền chùa lớn ở Hà Nội như chùa Phúc Khánh, chùa Láng, chùa Hà, chùa Miễu, chùa Quán Sứ, phủ Tây Hồ cũng thực hiện nghiêm ngặt việc phòng chống dịch, dừng mở cửa đón khách. Tại đây, luôn có người trực gác cổng hoặc lực lượng dân phòng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc không vào chùa lễ Phật. Trong ngày 25 tháng 2, tức ngày 14 âm lịch, tại phủ Tây Hồ, lác đác một số người dân đến dâng lễ. Tuy nhiên, phủ đã đóng cửa, từ chối tiếp nhận. Những vị khách này sau đó đã chọn cách đứng từ xa vái vọng, gửi gắm tâm nguyện rồi rời đi. Tương tự, tại chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khung cảnh cũng rất vắng vẻ, điều hưu vì ít người đến lễ. Nhiều người đến đã phải quay xe trở về hoặc chỉ vái vọng từ phía ngoài cổng và không tụ tập làm lễ. Nhiều sạp đồ bán hàng mã trước cổng chùa vẫn mở bán, nhưng không có khách vào mua. Khung cảnh vắng vẻ, điều hưu cũng diễn ra tại chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong sáng ngày rằm tháng Giêng. Chùa đóng cửa, lác đác có một số người đến khấn và vái vọng ngoài cổng. Tại đây, lực lượng dân phòng luôn túc trực và nhắc nhở người dân khi đến cổng chùa phải đeo khẩu trang, đứng cách nhau 5 mét để an toàn phòng chống dịch. Rằm tháng Giêng là dịp lễ quan trọng đối với nhiều người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh COVID-19 khó kiểm soát như hiện nay, việc tạm dừng đi lễ chùa là phù hợp nhằm hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.